Hello anh em nhá, chúng ta lại tiếp tục về cái môn phái Vũ Hồn ở cái game Tân Kiếm Hiệp Mobile. Thì ở cái clip sáng nay thì mình trưa nay mình đã up lên cho anh em xem, đó là về cái chuyển phái Vũ Hồn rồi. Thì bây giờ là mình sẽ up thêm một cái video nữa, đó là về cái mua cái bí kíp 150 của môn phái Vũ Hồn để xem nó như thế nào. Khi mà anh em mất 400 kim ấy, 400.000 để anh em mua một cái cuốn bí kíp đó thì nó sẽ lĩnh ngộ được bao nhiêu kỹ năng của môn phái đó, thì chúng ta sẽ thử xem nhé anh em. Thì mình cũng chưa biết được là sẽ được mấy kill. Thì bây giờ anh em mua này thì mình đã đổi sang là 500.000 rồi, tốn tiền lắm anh em. Đây là cái cuốn này, bí kíp tuyệt học 150 này, thì anh em mua với giá là 400 xu đấy, sau đó anh em sẽ sử dụng này. Thuẫn pháp, wow, trời ơi, nó chỉ cho một cuốn thôi anh em ạ, nó chỉ cho một kỹ kill thôi đấy anh em. Còn nếu mà anh em xác định mua đao là anh em phải phải thêm thêm 400.000 nữa, tốn phết. Rồi chúng ta sẽ đi thử lên lên để đánh thử cái kill này xem thế nào. Thì mình sẽ tăng mắc cái này đi, tăng mắc cái chấn phái của nó. Chấn phái của nó là cái chấn phái bút đấy anh em, chấn phái bút nhá. Đây mình sẽ đây mình khi mình đánh thử cái kill ở trên cái map trên ấy, xem nó như thế nào. Tí nữa mình sẽ tăng điểm sau. Nói chung là cái môn phái mới này chúng ta phải nghiên cứu về cách tăng điểm lại, vì ở cái phiên bản test thì mình tăng điểm theo cái meta, đó là cái cấp độ 120 mấy thôi. Bây giờ thì cấp độ của mình 150 mấy, 151 rồi. Nên là mình sẽ đây đây là cái chấn phái này. Chấn phái của nó thì khi anh em sử dụng nó, đây thì mình sẽ thủy phụ nhá. Thí phụ này, tự tìm này. À quên, cái này mình phải tăng vào cái kia thì nó mới có anh không? Tăng vào cái kêu kêu này một điểm thì nó mới mới bút được. Đó, thì mình mới bút được. Đó, thì mình mới bút được, mới dùng được cái kêu đó anh em. Nhưng mà anh em không tăng vào thì anh em không sử dụng được cái kêu đấy đâu. Và bây giờ mình sẽ đánh thử này. Đó, anh em thấy là chưa luyện mắc nó chưa tủa ra đâu. Khi mình luyện mắc bắt đầu nó tủa ra mới đẹp. Em thấy không? Bây giờ mới một kill, bây giờ nó mới một kill anh em ạ. Giờ chúng ta phải đi luyện bia thì nó mới lên nhanh được anh em ạ. Anh em thấy chưa, đấy là kỹ năng võ hồn thuẫn pháp. Nói chung là chúng ta luyện xa thì nó đánh như kiểu là cái băng bỏng ấy, đánh xa lắm và cái sức sát thương của nó cũng kinh khủng. Đó, đấy là có một phái võ hồn anh em. Đấy về cái kỹ năng mình học. Rồi bây giờ mình sẽ về, bây giờ về, bắt đầu là tối nay là anh em ạ, tối nay anh em xem live của tôi là khả năng là sẽ chỉ yếu là đi luyện kill thôi, cái mức độ luyện của nó rất lâu. Trời ơi, không biết vào luyện bao giờ mới lên được mắc kill đây. Rồi bây giờ mình sẽ phù lên cái thằng Lâm An để mình cường hóa cái đa bao tay cái. Trời ơi, tốn lắm anh em. Thế là tính ra là 800.000 đó, 800.000 hai cuốn anh em ạ, chứ không phải là đơn giản đâu. Bây giờ nếu mà anh em muốn mua quyền đao, anh em thấy là mình luyện 10 kill kỹ năng 120 này ấy, mình chưa sử dụng cái kỹ năng vốn có luôn đó, mình luyện được 10 kill rồi. Bây giờ mình sẽ ép cái đao lên cho lên cộng 4 cho nó trâu hơn. Thì không biết là anh em, nhiều anh em chỉ tôi cái mẹo đó là ép đồ là anh em di chuyển chậm này đấy, sau đó anh em ngồi thuyền này, đối thoại với LBC thương bí thần nhân này. À đồ ngồi thuyền thì không đối thoại được, thì anh em đứng ở góc này là đứng góc bên tay phải này. Đấy, sau đó anh em nâng cấp trang bị này. Thì đây là cái trang bị của mình, nó đang kiểu như ở chết rồi. Mình mua cái bảo thạch đã. Mua cái bảo thạch này 10 viên đi. Đó, thì anh em bắt đầu là em nâng cấp. Nâng cấp lên đây. 1 2 chả biết nó xịt hay không anh em ạ. 3 4 đấy, lên cộng 4 luôn anh em ạ, không xịt phát nào. Anh thấy kinh không? Đấy cái mẹo đập đồ anh em ạ, đấy cái mẹo đập đồ của tôi anh em ạ. Tôi đâu dám chơi lên cộng 5 đâu, tôi sợ xịt lắm. Rồi anh em thấy tài phú lên 78k tài phú rồi đấy, kinh chưa? Em thấy là 1 này, 2 này, 3 này, một món này, hai món này, ba món này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, mà nó kích được luôn. Bây giờ mình chỉ thiếu mỗi cái áo và cái đai thôi, thiếu mỗi cái áo và
Đây anh em thấy là thiếu mỗi ba món thôi, thiếu mỗi cái ba món là một cái vũ khí này và một cái áo và một cái giày này, thì tôi sẽ full set thành câu của võ hồn thuẫn đấy. Thì mình gọi chung là kiếm cây đao nó hơi khó anh em ạ, kiếm cây đao thì hơi khó, bây giờ phải đi kiếm cái áo võ hồn thuẫn là mặc cho đẹp đã. Ok, mình xin phép là kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình nhé. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Bye anh em nhé.